Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà khoảng gần 2 năm về đây mình thường hay nhắc đến nó, thỉnh thoảng mình hay nhắc đến nó trong cái top list. Và mình nghĩ rằng sẽ thật là bất công với em nó nếu như mình không có một cái video review chi tiết về em nước hoa này. Bởi vì với cá nhân mình, đây là một chai nước hoa có chất lượng rất là cao trong một cái tầm giá không quá đắt. Và cái nữa là nó cũng khá là khác biệt, nó không bị gọi đụng mùi quá là phổ thông hoặc là một cái gì đấy, mà ở đây đó là một mùi hương chất lượng, mức giá dễ chịu, không quá đắt và cũng không quá rẻ. Và tất nhiên rồi, nó lại là một sản phẩm đến từ designer, thì đấy cũng là một cái biểu dương cho tinh thần gọi là pha chế mùi hương. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Roberto Cavalli Uomo, mà mình tạm gọi đó là viên ngọc đen này, viên ngọc đen giá trị. Đây là một chai nước hoa mà mình đánh giá nó có một cái chất lượng niche với mức giá designer. Đó, mùi hương không phải là hóa học, không phải là rẻ tiền, ít động hàng và mức giá ở mức vừa đủ. Đó, thì đấy là một cái sự động viên rất là lớn cho những anh em nào mà đang chơi designer. Nếu như chúng ta không đủ tiền chơi niche và chúng ta có một cái cảm giác tự ti, đó là rất là khó để sở hữu chai nước hoa chất lượng niche, thì đây Roberto Cavalli Uomo. Ngày hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn một chút về chai nước hoa này. Đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Chai nước hoa này nó tạo cho mình rất là nhiều những cảm xúc, bởi vì perfumer chế tạo ra mùi hương này cũng là người đã làm ra sản phẩm Jean Paul Gaultier Scandal Nam, một cái mùi hương mà đối với mình nó quá là hóa học, nó quá là nồng, nó quá là ngọt lợ. Nói chung là mình không thể ngửi nổi được chai nước hoa đấy. Tuy nhiên cũng là những con người đấy, cũng là con người đấy, cũng là đôi bàn tay đấy, thì ông đã tạo ra một cái mùi hương nó khác hẳn hoàn toàn đối với mình. Đây là một mùi hương quá là tuyệt vời. Đó, cho nên là bản thân mình nó tạo ra cho mình những một cái cảm xúc, nói chung là cũng rất là thú vị. Có nghĩa là cùng một người thì lúc này thì pha chế thật sự là cảm nhận của mình rất là tệ. Tuy nhiên với những sản phẩm này thì nó lại là quá là tốt. Cho nên là đôi khi nó cũng có một cái gì đấy nó làm cho mình cảm thấy thú vị. Cái mùi hương của chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ rệt ba nốt mùi có thể gọi là tiêu biểu, đó là thơm của mật ong, cái vị phấn của hoa violet và cái ngọt của đậu tonka. Đối với những cái trải nghiệm nốt mùi của mình thì để cân bằng giữa cái ngọt thơm và cái phấn, giữa hai cái tông mùi đấy là một điều không phải là dễ dàng. Chúng ta có thể gặp được rất rất nhiều những sản phẩm có cái kiểu mùi như thế này. Tuy nhiên để làm sao để cân bằng, để làm sao để nhuần nhuyễn, để làm sao mà cái vị, hai cái vị đấy khi mà nó mix lại làm một, nó không bị đè, nó không bị mất, mà nó để nó tôn nhau lên, thì không phải là chai nước hoa nào đến từ niche hay là đến từ những cái dòng Dior cao cấp, những cái dòng cao cấp của các hãng designer, thì không phải là nhà chai nước hoa nào cũng có thể làm được một cách nhuần nhuyễn. Và ở Roberto Cavalli Uomo, một cái sản phẩm đến từ một cái thương hiệu designer, và giá của chai nước hoa này nó không phải là quá là đắt, nó lại làm rất rất là tốt. Đó, khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy cái vị thơm, cái vị phấn của mật ong, cái vị ngọt của đậu tonka và cái vị thơm nồng quyến rũ của mật ong. Mỗi thứ một chút, nhưng mà khi mà chúng ta xịt cái tổng thể, chúng ta sẽ cảm thấy là một cái mùi hương nó rất là nhuần nhuyễn, thơm, ngọt và dễ ngửi. Đó, một cái tông mùi lịch lãm, cổ điển, ít bị đụng hàng và cũng dễ dàng nhận được những lời khen ngợi. Đó, thì đây là cái cảm nhận của mình về mùi hương của Roberto Cavalli Uomo. Về dịp dùng của chai nước hoa này thì chắc chắn rồi, nó chỉ phù hợp trong thu đông và đặc biệt phù hợp trong những cái phạm vi không gian hẹp. Ở đây đó là gì? Đó là chúng ta đi tới office, đó là chúng ta đi cà phê, đó là chúng ta đi giao lưu với bạn bè, đó là chúng ta những cái buổi gặp mỡ lịch sự hoặc là thân mật. Tuy nhiên nó ở trong một phạm vi không gian hẹp thì chai nước hoa này nó sẽ phát huy được rất là tốt, đặc biệt cho các anh em nào ưa thích một cái phong cách cổ điển lịch lãm. Đó, nó không phải là dành cho các anh em nào thích cái kiểu rock and roll hoặc là kiểu bad boy, thì
chai nước hoa này nó không phải là phù hợp. Tuy nhiên nếu như các anh em nào tầm khoảng 28 đổ lên ấy, và chúng ta bắt đầu nó có đang theo đuổi, đang bắt đầu muốn thay đổi một cái phong cách dạng kiểu classic, cổ điển, lịch lãm, thì Roberto Cavalli Uomo nó sẽ rất là phù hợp cho các anh em nào đang theo đuổi cái phong cách như thế. Về hiệu năng mùi thì chai nước hoa này có độ bám trên da của mình là tầm từ khoảng 6 đến 8 giờ, và cái độ tỏa thì mình thấy rằng nó chỉ ở mức thoang thoảng, nhẹ nhàng, vừa đủ, không gây cái gọi là cái gây khó chịu cho mọi người. Nếu như chúng ta đã từng có trải nghiệm ví dụ như là cái nốt mật ong hoặc đậu tương cà, thì chúng ta sợ rằng ở chai nước hoa này nó có thể gây một cái gì đấy nó đau đầu, nó gây một cái gì đấy nó ồn ào, thì các anh em cứ hết sức là yên tâm, bởi vì ở chai nước hoa này nó là một cái tông mùi rất là nhẹ nhàng đó. Mặc dù chúng ta xịt và chúng ta có thể cảm nhận được rõ những cái nốt mùi đấy, tuy nhiên nó ở mức vừa đủ, nhẹ nhàng, và cái hiệu năng mùi thì mặc không phải là quá tốt. Từ 6 đến 8 giờ chỉ ở mức gọi là trung bình khá chứ không phải là quá tốt. Tuy nhiên nó cũng sẽ là vừa đủ cho các anh em nào muốn một cái chai nước hoa mà có hiệu năng mùi không quá tệ và độ tỏa cũng vừa đủ. Tổng kết lại, chai nước hoa này có xứng đáng để mua hay không? Thì với quan điểm của mình, nó chắc chắn rằng nó quá là xứng đáng. Nó quá là xứng đáng đến từng đồng một. Nếu như chúng ta muốn sở hữu một chai nước hoa mang phong cách cổ điển, lịch lãm và xài được trong những cái dịp sử dụng trong không gian hẹp, chai nước hoa này mình nhắc lại, nó chỉ phù hợp trong những dịp không gian hẹp, chứ nó không phải để dành cho những buổi party, những cái buổi mà nó quá là rộng. Thì thực sự đây không phải là một chai nước hoa có thể giúp cho chúng ta ghi điểm. Đó, nó không thể giúp cho chúng ta ghi điểm. Tuy nhiên nếu như các anh em nào đang muốn tìm một cái mùi hương như nói mình đã nói, lịch lãm, cổ điển, và nó có thể giúp cho chúng ta nhận được những cái lời khen từ các chị em, hoặc là chúng ta muốn thể hiện một cái phong cách rằng mình đã trưởng thành, mình đã đĩnh đạc hoặc một cái gì đấy, thì Roberto Cavalli Uomo nó lại rất là phù hợp. Do vậy mình nhắc lại, nếu như các anh em nào đang theo một cái phong cách đấy thì, và chúng ta không muốn, tất nhiên rồi, không muốn mất quá nhiều tiền, thì Roberto Cavalli Uomo sẽ là một trong những cái sự lựa chọn mà mình nghĩ rằng các anh em nên tham khảo. Đối với mình thì là đáng mua, còn mình không biết đối với mọi người là như thế nào, thì mình nghĩ rằng chúng ta chỉ nên, mình chỉ nói là chúng ta nên tham khảo. Thì đấy là những cảm nhận của mình về chai nước hoa của nhà Roberto Cavalli. Mình cũng hy vọng rằng có thể giúp cho các anh em lựa chọn được một cái mùi hương ưng ý. Ok, video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ, bye bye.